Bố, anh em dùng nhá. Thôi, hai anh thông cảm cho. Thôi thôi. Hai. Nào thôi uống đi ông ơi. Anh ơi. Rồi, cảm ơn ông nhé, hôm nay Hà nó chọc cái vòm cổng đẹp quá. Thì nói thẳng là cái cơ khí ấy, là nghề của chú rồi. Vâng đấy. Chú Hàn thì nói chung là bây giờ ấy cũng có tuổi rồi, nhưng mà làm xong mà được hai anh mà tiếp đãi tôi thế này thì tôi chưa bao giờ đi Hàn nhà ai mà được tiếp đãi như thế này đâu. Không, nhưng mà chú làm cẩn thận, đẹp quá. Nhưng mà hơi chậm. Nhưng mà chậm nhưng cẩn thận là chắc tính, không ạ? Tính tôi là hay cẩn thận. Thôi, cảm ơn nhé. Nói con cháu rồi, được cái. Thế mà chỉ bảo điện thì không ở. Được cái là các cháu giáp tiền, tiền tươi là bác rất thích, chú rất thích. Rồi đi. Được cái là các cháu là thành. Bố. Ô. Bố ở đây à? Anh Huy à? Hóa ra bố anh sang bên nhà chú à? Vâng, em nhờ bố anh sang Hàn học em cái cổng cho hoa rời nó leo lên. Anh hỏi thà mãi mới biết. Chào anh nhá. Vâng. Mà bố đi đâu thì con lúc con điện thì bố bảo bố không có nhà. Thì bố đi làm bố bảo từ con từ hôm qua có dỗi không thì phụ cho bố. Bố làm mất gần 2 ngày đấy con ạ. Thì sang mới đây sang cái máy con nhìn xem mày kìa. Thì sang đây thì cứ bảo là sang đây thì mày qua có cái chú Tuấn hàng xóm này giữ hộ bố đấy. Mày xong rồi con mới sang. Mà sang đây ăn uống ở bên này thì cứ bảo là cháu ăn uống bên này lại cứ con điện lại cứ bảo là bận. Bạn bố thì, không ở lúc nhà. Lúc đấy bố còn đang kèo ở trên. Mà bố thấy tình cảm bố con thế nào? Bố bảo thương con nhất đúng không? Bố bảo là đi đâu cũng phải chỉ muốn là bố con có nhau. Mà sang đây ăn uống thế này, bù khu thế này thì đã bảo con một câu thế mà bố bảo là quá con buồn cười là đấy. Mà bố thử xem từ ngày con đi đâu có cái gì gặp gỡ ai, ăn uống thế nào, to nhỏ ra sao, con toàn phải gọi bố đi cùng để cho nó có tình cảm bố con. Nhưng mà hôm nay việc hôm nay nó khác. Có gì mà khác? Không, đây. Hôm nay là bố không chủ động. Hôm nay là bố bị động. Hôm nay việc của em. Hôm nay là coi như là em khánh thành cái vòm cổng làm mấy lon bia với con gà để gọi coi như là đuổi thợ mà. Thế thôi, có gì đâu. Đấy, tức là xong công trình. Tức đấy, là xong công. Hôm nay là em đấy. Là, ông Hàn trong cho em cái vòm cổng để em khánh thành cái cổng gọi là coi như là đuổi thợ. Đấy, xong công trình thôi chứ có phải là do ông đâu, đúng, em đúng, mà. Đúng rồi đấy, như kiểu là bữa, như kiểu là đi làm công trình lớn là gọi là bữa ra. Thì hôm nay mua một hai lon bia có thôi, bà chú cháu. Thế thì anh em thông cảm nhé, tôi sai với bố tôi quá. Con xin lỗi bố, cho anh mượn lon bia. Thôi được rồi, thế anh ngồi đây luôn với mọi người đi. Thôi con xin lỗi bố, con cứ tưởng là việc nhá, thế thông cảm đi. Con mời bố, coi như cái này là con nhận sai được chưa? Con xin uống hết cái nào. Cứ uống ngồi đây luôn, uống thong thả, đâu phải vội đâu. Không, tôi con lỗi với bố tôi con hơi to tiếng. Thôi được rồi, bố tha lỗi cho con là được, con uống hết, bố không phải lo. Nhà còn nhiều bia, cứ từ từ thôi bác. Không, nhưng mà mình có lỗi, mình phải xin lỗi. Thật sự bố con tôi là tình cảm lắm. Anh xé cho thì chú không phải ý tứ như thế đâu. Ý tứ thế làm cái gì, ăn uống bây giờ nó cứ phải tự nhiên. Bố ạ, anh em dùng đi. Bố, anh em dùng nhé. Thôi, hai anh thông cảm cho. Ngọt đấy, vào tôi nhá. Vào tôi không có gì không. Con rể nhà tôi thì nói đúng chính xác là nó cũng hay ăn hay uống. Thôi thôi. Hai. Anh xin lỗi, nó gà dai thật, gà ngon. Gà này chú mua ở đâu đấy? Gà này mua chỗ quen chuyên làm gà ủ muối đặc sản đây đấy. Thế mà hai anh em các cháu thông cảm. Để dùng đây nhá. Đây ông ơi, đây là mọi người cháu anh em mình dùng đây. Cái này thay mặt bố tôi mời hai ông bạn. Chú khỏe hai ông bạn nhá. Dạ vâng.
Cảm ơn. Đây là hai anh ấy mời bố. Bà? Thì chứ con không phải mời lại. Thì mượn cái loan béo gọi là mượn nhưng mà ăn uống nó cẩn thận. Anh em ăn đi. Đất. Khổ quá, cái gàn nó dài công nhận ngon đấy. Cứ ăn thì mua rồi là phải ăn cho nó hết. Từ từ đấy, con không phải vội đâu. Thật sự, mua mà để xem ở đấy tôi ghét nhất cái kiểu ăn uống kiểu phung phí kiểu đấy. Alo Thanh à. Anh dùng đi, ngoan lắm. Chồng con nó đang ở đây này. To quá. Nhà chú Hoàng ấy. Bố hôm nay bố làm cổng ở đấy. Đang uống một hai lon bia thôi con ạ. Có đang ngồi đây mà. Bố A Huy nó đang ngồi đây ấy. Bố ăn cái cánh nha. Để cho ông miếng thịt. Ông cánh còn xương có gì đâu, cho ông miếng thịt. Bố tôi thích ăn cánh. Thôi uống đi. Hay cứ ăn đi đã cho mày uống. Uống từ từ mà nó chay ấy. Phải ăn mạnh vào bố ạ. Bây giờ uống vừa thôi, không tốt đâu. Bố nhìn thấy con ăn, bố cũng no lây rồi. Con mới được cái là con rể ông là ăn khỏe uống khỏe đấy. Bây giờ là xu hướng là không phải đói khát như ngày xưa nữa. Nên là mình ăn được cái gì là cứ thấy ngon miệng là cứ phải ăn. Thế mình nó mới sướng. Chứ còn ngày xưa đói khát thì còn bảo là tham ăn tục uống. Nhưng bây giờ thì ăn uống quan trọng gì? Còn ăn uống giờ không quan trọng. Anh em công nhận không? Giờ ăn uống không quan trọng. Cốt no say thôi chứ còn có cái gì thì dùng cái đấy. Không nhưng mà anh ơi, ăn có mời làm có mượn, cứ ăn từ từ thôi anh, không phải vội đâu. Hả? Anh em phải ăn nó phải cảm thấy ngon miệng nó mới ngon. Bốn nhờ. Thế anh đang ăn dở miếng này chưa hết, anh đã cầm vào cái này ăn rồi thì... Thế ra anh làm luôn nốt cái này đi. Ừ, cái này tôi cắn dở rồi, bỏ dân ra đây. Tôi quên, tôi xin lỗi. Và cứ ăn từ từ đấy, hóc xương gà nguy hiểm lắm đấy. Thật sự gà này cũng không phải sợ xương của tôi đâu. Tôi sợ xương là phải ăn... dê hay gì, hay là lợn bản ấy, nướng cả quan ấy. Đấy, xong mà chấm mới chấm chảo ấy, nó mới ngon. Ăn này thì thật sự là gà tôi có thích đâu, nhưng ăn chủ yếu là để gọi là kích khẩu vị cho các anh, cho cả nhà thôi chứ. Công nhận mọi người nhìn thấy anh ăn cũng thấy ngon đấy. Không phải thế chứ ăn mà tôi là chúa ghét rồi. Mùi là cứ chơi ỏng chơi eo là gà không ngon hay là món ăn không ngon. Ở đây là không ai chê, chẳng qua là gọi là coi như là nhịn mồm đại khách thôi. Anh cứ ăn đi. Thôi, anh em thông cảm nhé. Không có gì đâu ạ. Anh ơi, nói giọng như kiểu ở dưới Hà Nội về có phải không? Thế anh ở Hà Nội có đúng không? Em nhìn anh giống kiểu phong cách của người Hà Nội về lắm. Vâng ạ, nhà em dưới Hà Nội ạ. À dạ, đấy. Nhìn lại kiểu ăn uống kiểu Hà Nội kiểu này nhìn quê lắm. Anh phải ăn thế này nè. Cứ thế này mà gặp thôi, anh hiểu không? Đừng ngại. Đó. Đó, cứ thế mà ăn thôi, anh sẽ xe này đến bao giờ mới được miếng. Đó, anh cứ thế anh gặm cho em. Gặm cái này á? Vâng. Ăn nó mới ngoan. Sợ thế, tôi không ăn nữa đâu. Sao lại? Bỏ đi ông ơi, bỏ mình đi. Bỏ lại bỏ cho nó phí chứ. Này, thôi con ạ. Từ lúc bố đã để ý rồi. Không sao. Hai cháu thông cảm nhé. Ăn uống tử tế một tí chứ. Thế con ăn quá đồng hoàng, quá tử tế chứ. Ăn... Hai anh là chủ nhà, chiều đãi bố. Mà bố còn ngồi im mà con cứ... Đấy, con sai. Con... Không phải sai. Thôi được rồi. Để con lấy cho bố. Bố không cần, bố lấy được. Nhưng ăn phải nhìn. Thì ăn uống từ nãy giờ con cũng phải nhìn chứ, miếng nào ăn mới ăn chứ không con ăn phải xương hóc chất toi à. Nhìn là nhìn thái độ tư cách ấy. Bố có bảo phải nhìn vào xương học mới không học đâu. Thôi được. Thế là thế thì con sai đúng không? Con xin lỗi. Xin lỗi hai bạn. Tôi sai, tôi tự uống một lon nữa. Được chưa? Bố không phải... Lon này đã hết đâu, nhiều mà. Rồi, các hết cứ để đấy.
hai miếng này miếng dở, tôi cắn dở rồi. Uống nốt cái này xong rồi về nhà Thanh nó vừa gọi đấy. Vợ con đấy. Vợ con nó gọi, nó chắc gọi bố con mình xem về có ăn cơm hay không chứ ăn gọi ở đây. Ấy, gọi con ấy, không phải gọi bố. À, anh cầm hộ em hai miếng lên đây. Hai miếng của anh cầm rồi em ấy. Rồi ok. Đấy anh cầm anh ăn hết luôn. Cứ để đấy tí nữa ăn hết thì cắt. Không cứ để đấy thì hết lại cắt, nhưng anh ăn hết cái hai miếng của anh đi. Ừ. Rồi anh phải hết mà. Thôi nào thì đấy. Ôi vợ con rồi. Bố. Ờ. May là bố chỉ điểm, bố không chỉ điểm á, đúng là. Cũng biết đi làm nào mà tìm. Sao em biết anh ở đây? Thế ở đây ăn cơm luôn. Giờ không phải giờ ăn. May là còn có bố nói, chứ nếu không á chạy ngược chạy xuôi không biết đằng nào mà lần. Xuống đây ăn cơm luôn với lại... Ăn uống cái gì? Đứng lên. Đằng có khách. Thôi con ơi, con ơi. Có khách. Khách hay không khách cũng không thèm á. Có chủ nhà đâu. Đâu? Bê. Trời đánh tanh miếng ăn à. Mồm thì nói là thôi, đang phương ra ngoài thôi, để bỏ nốt ruộng. Thôi con xin con, phép bố nha. Đây là nhà chú đấy bảo bố hàng cái cổng có mua mấy lon bia. Thế là chồng là con đấy. Nhờ bố làm nó có nhờ ai đi làm đâu. Toàn việc nhà chủ nhắc, việc chú bác thì chăm. Mà chưa chắc sau đây là đỡ được cho bố cái việc gì. Nó mới đến mà ăn uống là nhanh lắm đấy. Thôi con về không có con vợ con. Thật sự là con không chấp nhận được đâu. Vậy hai bạn thông cảm nhá. Nhanh lên. Cái này cái chở tôi cũng để đây nó thành nhà mất lịch sự. Thôi thế thì anh cầm cơm về luôn để đi cũng được. Xuống rồi á. Để xuống người ta ghen, người ta không dám ăn ấy. Nào về có việc gì thì để về. Nhanh. Bố con về đây. Rồi rồi. Em chào ở nhà. Bố cứ đấy nha, chứ nhớ mà thu xếp xong con sang. Nhanh lên. Ê chú mày ạ quá. Hai anh em thông cảm nhá. Chú con rể chú thì nó cũng Vâng không sao ông ạ. Lắm lúc nó cũng hơi tự nhiên quá. Thế cũng vui mà. Thì biết là vui rồi nhưng mà tự nhiên quá. Nhưng mà ngại ấy. Ngại các cháu ấy. Cháu thực tế là chỉ có mua mấy lon bia là cũng nghe nhiều người nói cũng đồn rồi, cháu cũng hiểu biết tính rồi nhưng mà không sao cả. Thế là cũng biết qua rồi chứ. Vâng, nghe nhiều người nói rồi. Đấy. Thôi thì có gì thì thông cảm cho con rể của chú nhá. Vâng. Được cái nếp ăn nếp uống. Thôi dùng đi ông ơi, nào vừa đến lượt anh em của cháu mình dùng đi. Thôi mời nhá. Cũng thấy đói rồi, rồi chú cũng phải làm miếng đấy. Bây giờ phải dám cắt nó con này ra đây này. Hai anh là chủ nhà chiêu đãi bố mà bố còn ngồi im mà con cứ đấy còn sai con không phải sai thôi được rồi để con lấy cho bố. Bố không cần, bố lấy được nhưng ăn phải nhìn, thì không nhìn thì ăn nhầm chương để học cái toài à. Con lại bốc con phản con sai con lại tự thật chuyện bố con tôi là tình cảm lắm. Anh xé cho thì chú không phải ý tứ như thế đâu. Ý tứ thế làm cái gì, ăn uống bây giờ nó cứ phải tự nhiên. Bố ạ, anh em dùng đi. Đang vào chứ. Đang vào. Rồi, không nhìn thì nó không. Không, anh khả năng anh chín. Hay là cho anh chín làm chủ nhà đi.
Mời khách đi. Chủ nhà mời bố vợ, à bố vợ mời có khách của bố vợ riêng. Thôi, có khi là anh Hoàng mời đi. Anh đi tìm thế đi. Thế chủ nhà. Thế đây đây, thế ông này được Tuấn à? Vâng. Tên là Tuấn à? Lấy cái gì để liên hoan hôm nay nhỉ? Bộ gì nhỉ? Thôi được, đến nhờ vả hay gì đấy. Có nghĩa là ấy, gọi sang là tới đây cháu hỏi vợ là nhờ bác. Thôi không cần đâu. Thôi về việc đất cai hay là cái gì. Không, hỏi vợ đi. À đeo cái kính thì đúng kính Hàn luôn, rồi cảm ơn vừa Hàn cho cái gì đấy. Cánh cảnh cái cổng. Hàn cho cái vòng cổng đẹp quá, rồi cảm ơn. Hello. Thế là mày chủ nhà hay gì? Hàn Loan. Ok.